Em chào bác nhá, em Lâm đây, lâu lắm lại lên bếp ga cho các bác. Thông báo với các là em lại về là thêm bếp ga cho bác nhá. Đợt này về toàn dòng bếp ga hàng độc lạ đẹp. Đấy, tầm tiền dưới 2 triệu, trên 2 triệu, trên 3 triệu. Đấy cho các bác để các bác lựa chọn. Thì em quay qua cửa hàng em trước. Cửa hàng em vẫn là cửa hàng Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360433. Đấy. Trước mắt đây là một con Paloma. Thì dòng Paloma này thì rất nhiều các bác săn đón, bởi vì dòng này nó bền, lành, khỏe. Đấy. Mặt tiền đây, mặt tiền thì tương đối là đẹp, có xước sắt nhẹ. Đấy. Đấy, thành vách đây. Đấy, bên này đây. Bên này. Đấy. Em quay làm sản xuất luôn cho các bác nhé. Đây. Con này là tháng 10 năm 2017. Đấy. Bếp rất là đẹp luôn. Đấy. Tương đối là đẹp luôn. Đấy, em quay vào nội thất bên trong luôn. Đấy, các bác cứ thích tháo ốc kìa. Nhiều lúc ấy em quên mất ốc. Đây là lò nướng này. Đây là camera quay vào lò nướng các bác nhìn. Đấy, được chưa? Lò nướng nó sáng chưa? Đấy, có yên tâm chưa? Đây nội thất bên trong đây. Đấy. Đẹp chưa? Camera quay cao lên có dễ nhìn. Đấy. Sáng chưa? Sáng như gương chưa? Đây, hốc ga đây. Nguyên zin chưa? Đấy, sáng chưa? Đấy. Đây, camera quay những hốc khác. Đây, các bác nhìn này. Đấy, các bác yên tâm chưa? Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy. Con này thì các bác yên tâm nhé, dùng nhé. 5, 7, 5, 10 năm nữa không mà sợ hỏng luôn. Đây, mà bật bếp luôn thì các bác. Đời này thì không phải chỉnh bếp. Đấy, lên lửa rất là to. Đấy, bếp của loa bên sẵn bên Nhật là nó dùng bằng bình ga luôn, nên là đời này không phải chỉnh bếp. Giá trước này thì vẫn cứ giá là 3,2 triệu. Đấy, vẫn bảo hành cho các bác 2 năm. Đấy, vẫn tặng hai đôi pin, tặng lưới thông chuột cho các bác. Tiền phí ship thì các bác tự phải trả. Thì các bác ở gần thì 120, 130. Đấy, các bác ở xa 180, 200. Đấy, thì các bác, bọn em chỉ hỗ trợ bọc xốp cho các bác thôi. Đấy, giá 3,2 triệu, bảo hành 2 năm cho các bác. Đấy, bếp cực đẹp luôn. Đấy, những dòng bếp cận Tết rồi. Đấy, bác nào chịu chơi, chịu chi. Đấy, thì mua con bếp này về thì yên tâm luôn. Dùng 5, 7, 10 năm thì không phải nghĩ luôn. Đấy, bếp rất là đẹp luôn. Đấy, thành vách thì tương đối đẹp. Mặt tiền thì có xước sát nhẹ. Thì đấy không thể tránh được. Do vận chuyển rồi thì cái đấy bọn em không thể tránh được. Làm sao một con bếp nó tương đối đẹp này thì đáng đồng tiền mà gạo các bác để bỏ ra mua. Đây, em vào em test bếp cho các bác nhìn luôn nhé. Em còn 3 chiếc đẹp như này luôn. Đây, kia còn 2 chiếc nữa. Đấy. Và bật bếp của bác. Một bên em để nước, một bên em không để nước. Vừa để nó lắp mặt và nó bị kích. Rồi, ok rồi. Đấy. Một bên để nước, một bên không để nước. Giờ giá ga đang đắt, dùng bếp Nhật này thì cứ 2 bình thì được 1 bình. Đấy, ga đang đắt thì dùng bếp Nhật vừa tiết kiệm ga, vừa an toàn. Đấy, không gì mà không mua, đáng để mua luôn. Đấy. Một chút nữa thì nước nó sẽ nóng thì nó sẽ thu ga. Thì có cái yên tâm này, tất cả các bếp bán cho các bác là đều được em thử rất cẩn thận cho các bác rồi. Các bác cứ yên tâm mà mua thôi. Chứ không phải là nhà mấy trăm chiếc bếp ga mà cứ lại còn nào cũng quay video test bếp này thì không biết bao giờ bán mới hết. Đấy, thì các bác yên tâm vậy. Có chiếc này thì em có bao nhiêu chiếc thì em bảo luôn, còn bao nhiêu chiếc thì quay luôn cho các bác. Thì những cái mặt tiền này có con nó sức chấm chấm, hầu như là nó chỉ sức chấm chấm, sức nhẹ thôi, có thể chấp nhận được. Đấy, đây những cái này nó sức nhẹ. Đấy, nó sức rất là nhẹ đây, cái bếp đấy nữa. Nó sức rất là nhẹ. Nó sức rất là nhẹ luôn. Chứ nó không phải là sức to đâu, còn đâu tổng thể cái bếp cũ mà được đẹp này thì tương đối là ok rồi. Đây, nồi nóng này. Một chút nó sẽ ngắt luôn. Đấy, bác nào mua lồi về thì các bác mua bếp về các bác thử chức năng này nhé. Thì các bác phải dùng lồi hai đáy này. Đấy, và bật một lúc nó đổi cái màu tôn này thì nó mới ngắt được. Cái này hai đáy nó không đổi được. Thế nhiều bác thì mới mua bếp về thì cứ mê bẩn bẩn thử chống cạn mới chống ngắt này. Các bác yên tâm này, chức năng này bọn em đã thử hết rồi các bác đừng nghĩ là nó hỏng được. Nó hỏng một phát là cái đèn này nó báo lỗi ngay chứ không có câu chuyện hỏng ở đâu. Nên các bác yên tâm như vậy. Đấy, một chút nó sẽ ngắt luôn. Đấy, còn cẩn thận hơn các bác mua cá về nhà kho. Đấy, nếu mà nó cháy cá em đền các bác cái bếp luôn.
Đấy, chức năng thì bọn em thử hết rồi và bọn em đều bảo hành bác 2 năm mà. Sai trái đâu, tội vạ đâu, bọn em chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ví dụ bếp mà nó cháy của bác thì các bác yên tâm này, toàn toàn chịu nhiệm với bác luôn, bác không phải lo gì cả. Cho nên là nhiều bác cứ bổ là bắt phải lên video, phải quay chi tiết từng thứ một. Thật sự như vậy thì không thể phục vụ nổi luôn. Đấy, các bác nhìn nhà em hàng ngập nhà trên nhà dưới mà cứ phục vụ như vậy thì rất là mệt. Thì rất mong các bác thông cảm. Bác nào mà muốn mua chiếc nào thì cứ alo em gửi hình ảnh Zalo chi tiết cho các bác. Và tất cả chức năng thì đều được em thử tận tình từng chút một. Cái bếp nào khi trên tay các bác là đều ở nhà em là đều được test một tiếng trước khi gửi đi cho các bác, và test tất cả chức năng luôn. Nên các bác yên tâm là chức năng vậy luôn. Đấy, nước bật cái chuẩn bị sôi ngay. Đấy, sôi rất là nhanh. Bên đây các bác nhìn thấy nó đang lưu diêu, làm sao nó đang ngắt được. Được, thế các bác chưa để lồi lên các bác bắt nó ngắt ngay, ngắt sao được. Nó phải cái, tức là cái lồi nó phải có nhiệt độ nóng nhất định thì nó mới ngắt cái lồi được. Chứ không phải là đặt cái lồi lên một phát bật 5-10 giây nó tự ngắt là không có đâu. Đấy, thì các bác đun nước chiều sôi đang ngắt bếp sao. Đấy, để các bác hình dung như vậy. Cái chức năng nó an toàn là chống cháy, tức là nó phải chống cạn, cái lồi nó phải nóng nhất định. Em để một chút ra đây để giờ nó ngắt này. Đấy, giờ nó ngắt. Chứ không phải là bật lên cái ngắt ngay cho các bác. Đây, em bật thử lửa cho các bác này. Đấy nhá. Này. Ok chưa, an toàn chưa? Đấy. Đấy, nhiều bác bỏ đây, chống tràn nhá. Giờ thử lốt chống tràn này các bác nhá. Đấy, bật lên bếp nhá. Nó vẫn chưa nhả ti đâu. Này, đổ vào cái ti nhá. À, ngắt ngay chưa? Ngắt chưa? À. Ủa, nóng quá giờ. Thử đổ vào đây. Này, bật nhá. An toàn chưa? Đấy, thử lốt chống tràn này các bác. Đấy. Bây giờ đặt nồi không sang bên này nhá. Ngăn nốt bên đấy nhá. Bên này thì giờ bật lại nhá. Đấy, nguội ti giờ mở hết bếp rồi, nửa to đùng này. Đấy. Để ra loe rất là đều luôn. Đấy, bên này thì giờ để thử lốt bên này đây. Đấy. Chứ không phải là các bác cứ để cái lồi vào phát nó ngắt ngay thì làm gì có đâu. Đấy, nó phải có nhiệt độ nóng nhất định nó mới ngắt. Đấy, bắt đầu một chút nó sẽ nóng và nó sẽ thu ga luôn. Đấy, bên này sôi rồi. Thế thôi, bếp bên này không phải bật đấy nhá. Đấy, tắt luôn đi. Bây giờ thử lốt bên này cho các bác thôi. Mở lửa lên cho các bác nhìn cho nó thích. Đấy, nó rất xanh luôn, to đùng luôn. Đấy, một chút nữa thì nó sẽ ngắt. Đấy, ngắt luôn rồi. Đấy, ngắt luôn bếp này. Em thử lửa đi các bác. Vừa em kê cái bếp nó hơi bị vênh. Vừa em kê cái bếp nó hơi bị vênh. Đấy, em để lại cho nó ngắt. Vừa em kê cái bếp nó hơi bị vênh một chút. Và vì vừa lắm là mạnh lên mặt xuống. Đây, nó thu nửa luôn ra này. Giờ bị nó ngắt luôn này. Đấy, các bạn nhìn một chút nó sẽ ngắt luôn. Bởi vì cái lồi này nó nóng sẵn rồi. Giờ bắt đầu nó ngắt luôn. Thế là quay video một cái tháo bếp ra cho các bác, xong lại lắp cái bếp lại cho các bác. Nó rất là lùng củng và lích kích luôn. Xong lại còn tét bếp nữa, nó rất là lùng củng luôn. Các bác đợi một chút nó sẽ tắt luôn. Và em thử tiếng Anh chống chản luôn cho các bác. Đợi một chút nó sẽ ngắt. Đấy, các bác nhìn thấy không, cái video nó kéo này hàng mười mấy phút luôn nó mới xong một bài test được. Đấy, em ngồi đợi cùng nó tắt luôn. Đấy, bây giờ tắt luôn nhá. Đấy, bây giờ em bật nửa luôn. Đấy, rất là an toàn luôn. Đấy, bây giờ em bật lại bếp nhá và em thử tính năng chống tràn này các bác nhá. Bây giờ phải để cái này vào cho nó nguội ti này. Đấy, nó nguội ti nhá. Đây, nó nhả hết ti rồi nhá. Xong bắt đầu giờ em sẽ thử chống chạy này. Em sẽ đổ một chút nước vào đây. Đấy, nó chạy nhá. Em sẽ đeo đây. Cái ti này nó phải nhận được đường nguội nó mới khóa này. Đấy, nó khóa nhá. Bây giờ em bỏ là bằng lửa đấy, quá nhìn này.
Mày có yên tâm chưa? Thế chưa? Tất cả tinh năng khi bán các bác là đều được em thử cẩn thận hết. Bởi vì bếp Nhật này không có thể đấu tắt đấu tung được đâu. Đồ Nhật mà. Đấy. Hết tất cả tính năng nhá. Bây giờ muốn bật lại thì phải mở lại ga nó mới lên này. Nước đang ngớt thì khi nó không bám hết cái mặt đâu. Đấy, phải mở từ từ để đút một chút nó khô hết nước đi thì nó mới ra hết me lửa đều. Đấy. 3,2 triệu. Bảo hành 25, tặng hai đôi pin xịn, tặng lưới trong chuột, phí ship bác tự trả. Đấy. Giá quá ok, chất bếp để quay từ trong ra bên ngoài. Đây quay lốp cái đít luôn thì có anh nhìn. Còn cái đít nó chưa quay. Đây quay lốp cái đít. Hay găng rút cái ống này. Nóng lắm. Thứ nước nó tràn ra sờ vào. Nó nóng. Đây. Đây quay lốp cái đít này. Ok chưa? Đít sáng chưa? Nó như mới luôn chưa? Đây, các bác vừa nghe tiếng kêu này. Ốc em để trong lò. Tháo cái mặt ra, nó rất là lích kích. Mở két cái bếp xong quay lên quay xuống. Rất là mất công luôn. Đấy. Bao lấy thì alo cho em nhé. 3,2 triệu. Thôi em sẽ kết thúc video đây. Chào các bác nhé.